là nhiều khán giả nói với em toàn bài buồn thôi, cho nên em sẽ quyết định là thay đổi không khí bằng một bài buồn hơn quý vị nha. Rồi, bài hát được mang tên của nghệ sĩ Lam Phương, à lộn, của nhạc sĩ Lam Phương thưa quý vị. Và bài hát được mang tên Đèn Khuya. Rồi, quý vị ủng hộ bài hát vòng này dùm cho đoàn nha quý vị nha. Sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm, và rồi buồn ơi nghe tiếng trong cuộc đời. Lời mẹ hiền du còn nhớ khôn nguôi, khi lớn con đi trên vạn nẻo đời. Đừng buồn khi lúc tay còn chẳng tay, quý vị rất là nhiều ạ. Và ngay bây giờ quý vị ơi, nếu quý vị đã có vé trên tay rồi, hướng mắt về sân khấu bắt đầu